Xin chào các bạn, trên màn hình là Audi đời 2017-18-19. Với phần đèn sau là cái viền Audi màu đỏ, chức năng xi nhanh chạy và có luôn hiển quét khởi động. Xi nhanh chạy sẽ như thế này. Xi nhanh chạy màu vàng các bạn nha. Phần led gù tay lái, bạn thấy rõ trên màn hình ra bên chỉ là led gù tay lái màu trắng, hai chức năng đờ mi xi nhanh. Tắt xi nhanh thì trả về bình thường. Ở sau về màu đỏ, tay lái đứng im, bật xi nhanh phía còn lại các bạn thấy cái gõ đây là màu vàng chạy. Xi nhanh di nhuận giữ lại cho nó cái tín hiệu xi nhanh rõ ràng hơn, vừa có màu chạy mà màu chớp tắt, vừa có màu vàng zin. Các bạn muốn đổi bóng led những độ chân T10, bóng led sẽ có các màu xanh dương, xanh lá, đỏ vàng, xanh băng. Bằng led sáng mạnh hơn zin và sẽ không nóng và tỏa nhiệt cao trong chỗ đèn như bóng zin. Tắt xi nhanh chậm trở về. Đây tín hiệu quét khởi động, tắt khóa, mở khóa cho bạn xem. Thì ra kia là Audi xi nhanh chạy version 3. Khi có sẽ có luôn cái phần hiệu ứng khởi động sẽ như thế này. Đây khởi động các bạn ha. Hiệu ứng xếp gạch là sao băng rơi, các bạn muốn kêu hiệu ứng nào cũng được. Đó là version 3. Tắt mở lần nữa cho bạn xem cái phần hệ khởi động. Cái phần đèn stop vẫn còn các bạn. Bóp thắng thì zin nó sẽ sáng mạnh lên như thế này. Các bạn muốn F1 thì thắng chớp F1 thì các bạn. Bóp thắng thì để zin nên thấy sáng mạnh, còn muốn thắng chớp F1 sẽ có chớp F1. Cái phần tay lái nãy nói rồi, tay lái sẽ có màu trắng, màu xanh dương, màu đỏ, xanh lá, màu vàng. Hai chức năng đờ mi xi nhan, bình thường sáng một xi nhan chớp tắt. Có những cái mẫu kết hợp cả lít gù cả trong cả ngoài đó, thì các bạn có nhiều option các bạn chọn. Cái phần đèn ngoài trước là Audi. Đây, Audi nhiều màu chỉnh áp, hay còn là Audi A11 hoặc là Audi i8 V2 các bạn nha. Đây, cái phần này thì rất là thông dụng rồi, tôi sẽ nói nhanh lẹ. Chỉnh áp nhiều màu ha, phần hiệu ứng. Nó sẽ cũng có nhiều hiệu ứng để các bạn chọn. Chi tiết thì các bạn có thể tham khảo những cái video mình up rất nhiều bên YouTube và bên Thổ Bò, mình up rất nhiều. Bên TikTok mình cũng làm rất nhiều video cho dòng xe này và những dòng xe khác các bạn chọn nha. Bóp thắng sẽ có tín hiệu của bóp thắng luôn. Xe này các bạn có thể chọn làm tăng sáng hoặc là lên gương cầu hoặc là gắn thêm trợ sáng, thì các bạn nó có nhiều cái option để bạn chọn giải pháp là hỗ trợ cái phần chiếu sáng cho nó mạnh hơn để bạn di chuyển an toàn hơn. Gương cầu sẽ có một bên hoặc hai bên, thì các bạn gương cầu sẽ có nhiều option, đèn dòng một màu đi kèm nhiều màu, tăng sáng, trợ sáng, trợ sáng gắn hai bên, thả phụ hoặc gắn một bên vẫn có. Tắt khóa mở khóa cho bạn thấy được cái phần hiệu ứng của cái phần Audi A11 hoặc Audi i8 V2. i8 V2 là bản nâng cấp của Audi A11. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.